Chào mừng các em đã đến với trang loigiaihay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 2 trang 16 sách giáo khoa toán 6 Cánh Diều tập 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Lớp 6B tổ chức trò chơi vòng tròn lý thú, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6. Chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa một lần. A nhỏ, nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. B nhỏ, số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay không? C nhỏ, viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. D nhỏ, nêu 2 điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Trước khi đi làm ý A thì các bạn quan sát vào hình này. Đây chính là mô hình trò chơi vòng tròn lý thú. Ở trong mô hình này thì có một chiếc đĩa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 cho đến 6. Ở đây có một chiếc kim được giữ cố định. Vậy thì bây giờ khi chúng ta quay chiếc đĩa này một lần thì có những kết quả nào có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại? Thì quan sát về hình này thấy rằng là khi chúng ta quay chiếc kim này, quay cái đĩa này đúng không? Và khi đĩa này dừng lại thì chiếc kim này có thể chỉ vào một trong 6 số này, đúng không? Ở đây có 6 số mà. Như vậy nó có thể chỉ vào một trong 6 số này. Vậy thì ở đây ta thấy rằng là nó sẽ có 6 kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Chiếc kim này có thể chỉ vào ô số 1 này, ô số 2, ô số 3, ô số 4, ô số 5 hoặc là ô số 6. Như vậy ở ý A các bạn trình bày cho cô như sau. Ý A ta có là có 6 kết quả có thể xảy ra. Có 6 kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Đó là số 1. Chiếc kim có thể dừng lại ở số 1 này, hoặc là số 2, hoặc số 3, hoặc số 4, hoặc số 5, hoặc là số 6. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B này. Ý B bài toán hỏi chúng ta là số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp gồm có 6 số là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay không? Vậy thì quan sát vào đây, ta thấy rằng là ở trên chiếc đĩa này thì có 6 số đúng không? Như vậy khi quay chiếc đĩa này và khi chiếc đĩa dừng lại thì chiếc kim này có thể chỉ vào một trong 6 số này đúng không? 6 trường hợp này thì đều có khả năng xảy ra. Vậy bây giờ giả sử chiếc kim này chỉ vào ô số 1 chẳng hạn thì ta thấy rằng 1 chính là phần tử của tập hợp này đúng không? Hoặc là nó chỉ vào ô số 4 chẳng hạn thì ta thấy 4 cũng chính là phần tử của tập hợp này đúng không? Tại vì cái tập hợp này này, phần tử của nó thì cũng chính là các số được ghi trên cái chiếc đĩa hình tròn này. Như vậy ta thấy rằng là số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại thì có là phần tử của tập hợp này. Ý B, số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào có là phần tử của tập hợp gồm các số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, đóng ngoặc lại. Tới tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm IC. IC bài toán yêu cầu chúng ta là viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Thì bây giờ để viết được tập hợp này thì các bạn cần phải biết được rằng tập hợp này gồm có bao nhiêu phần tử, đúng không? Thì đã thấy rằng là số phần tử của tập hợp này chính là 6 kết quả xảy ra ở ý A, đúng không? Đó chính là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Như vậy ta có tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là IC. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Tập hợp này được gồm có 6 phân tử. Đầu tiên các bạn mở ngoặc nhọn này, sau đó các bạn liệt kê 6 phân tử của tập hợp này vào ra. Đó chính là số 1 này, số 2 này, số 3, số 4, số 5 và số 6. Sau đó các bạn đóng ngoặc nhọn lại. Trong đó các bạn lưu ý cho cô này, 1 thì ký hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào hình quạt có ghi số 1, đúng không? Tương tự như vậy, 2 chính là ký hiệu cho kết quả mà chiếc kim dừng lại ở hình quạt có ghi số 2. Tương tự 3 chính là ký hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào hình quạt có ghi số 3. Tương tự đối với 4, 5, 6. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ý D. Ý D người ta bảo là nêu 2 điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên. Điều cần lưu ý thứ nhất đó chính là gì nhỉ? Khi chúng ta quay chiếc đĩa một lần thì chiếc kim này sẽ chỉ vào một số ngẫu nhiên trên cái chiếc đĩa hình tròn này. Như vậy ý D chúng ta có 2 điều cần chú ý. Trong mô hình xác suất của trò chơi trên là cái thứ nhất, khi quay chiếc đĩa một lần thì chiếc kim sẽ chỉ vào ngẫu nhiên một số trên chiếc đĩa hình tròn. Chiếc kim chỉ vào một số ngẫu nhiên trên chiếc đĩa hình tròn. Rồi điều chú ý thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý cho cô đó chính là tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại chính là tập hợp này. Như vậy điều chú ý thứ hai đó chính là tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là Gồm các tập hợp này gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đóng ngoặc nhỏ lại. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em hoàn thành xong bài tập số 2 trang 16 sách giáo khoa Toàn 6 Cánh Diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.